Năm 2014 đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình 6 năm của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đi vào hoạt động. Công tác mọi mặt của trung tâm đã từng bước hướng đến chuyên môn hóa, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu sưu tầm được mở rộng về phạm vi và đẩy sâu về chất lượng. Đây là cơ sở để tăng cường quảng bá hình ảnh của trung tâm với các nhà khoa học nói riêng và với xã hội nói chung. Trong những thành tích đạt được đó, có 5 sự kiện được đánh giá là dấu ấn nổi bật trong năm. Ngày 8 tháng 3 năm 2014, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tổ chức cuộc họp hội đồng cố vấn với hơn 20 thành viên là các giáo sư, tiến sĩ khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Cuộc họp với nội dung quan trọng là đánh giá kết quả 5 năm hoạt động của trung tâm, qua đó có những định hướng phù hợp trong tương lai, đồng thời tiếp tục kiện toàn hội đồng cố vấn và huy động các nhà khoa học trong hội đồng ủng hộ, kết nối đến nhiều nhà khoa học khác. Sau hơn 3 năm chuẩn bị, sáng ngày 24 tháng 5 năm 2014, trưng bày Khát vọng học hỏi và sáng tạo đã chính thức được khai trương. Tại buổi lễ, đại diện gia đình giáo sư Tôn Thất Tùng, giáo sư Nguyễn Văn Nhân và giáo sư Nguyễn Thúc Tùng là ba nhà khoa học được lựa chọn trong trưng bày, cùng các nhà khoa học là đồng nghiệp, bạn bè đã xúc động khi nhìn lại những tư liệu hiện vật của ba nhà y học đang được trung tâm lưu giữ. Sau đó, trưng bày đã được nhiều nhà khoa học, gia đình nhà khoa học thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau đến tham quan. Khách tham quan đánh giá cao hoạt động mang ý nghĩa nhân văn này. Giáo sư Đặng Hanh Đệ, nguyên chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Việt Đức xúc động bày tỏ: "Rất cảm ơn trung tâm đã có tâm sưu tầm di sản của các nhà khoa học. Nếu không, chỉ trong một thời gian nữa sẽ chẳng còn ai biết đến những nhà khoa học này là ai. Rất cảm ơn." Cuối tháng 5 năm 2014, một nhóm nghiên cứu viên trung tâm đã tiến hành chuyến công tác sưu tầm tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong 5 ngày làm việc khẩn trương tích cực, nghiên cứu viên đã trao đổi, phỏng vấn và tiếp nhận hàng ngàn tư liệu hiện vật của 25 nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết, các nhà khoa học và gia đình nhà khoa học đều ủng hộ hoạt động của trung tâm và sẵn sàng trao tặng tư liệu, chia sẻ những câu chuyện về lịch sử cuộc đời của cá nhân hoặc người thân của mình. Chuyến đi đã mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới trong sưu tầm tư liệu hiện vật lịch sử cuộc đời của các nhà khoa học ở khu vực phía Nam. Để tri ân các nhà khoa học đã ủng hộ và tin tưởng trao tặng tư liệu cho Trung tâm Di sản, trong năm 2014, Trung tâm đã tổ chức 3 buổi lễ tiếp nhận khối tư liệu hiện vật lớn của các nhà khoa học là giáo sư Lê Quang Long, diễn ra vào hồi tháng 6, vợ chồng phó giáo sư Lê Văn Sáu và phó giáo sư Bùi Thị Kim Quỳ, diễn ra vào hồi tháng 8, và lễ tiếp nhận của 4 anh em ruột trong gia tộc họ Nguyễn Cảnh, diễn ra vào cuối tháng 12. Việc tổ chức các buổi lễ tiếp nhận đã góp phần củng cố niềm tin của các nhà khoa học đối với hoạt động của trung tâm và quảng bá hình ảnh mọi mặt hoạt động của trung tâm tới các nhà khoa học nói riêng và với xã hội nói chung. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, giám đốc chuyên môn của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam chia sẻ: "Đối với Trung tâm Di sản chúng tôi, những buổi lễ tiếp nhận thế này thực sự là ngày hội. Ngày hội vì người dự hội và người tổ chức hội đều vui mừng khi những tài sản quý của mỗi nhà khoa học được bảo toàn tại một địa chỉ đáng tin cậy, để giúp cho các thế hệ sau hiểu cha anh họ đã làm gì và làm như thế nào trong bối cảnh xã hội của chúng ta hiện nay." Song song với quá trình sưu tầm nghiên cứu tư liệu hiện vật của các nhà khoa học, từ năm 2011, trung tâm đã cho ra mắt đều đặn ấn phẩm, lịch và 4 tập sách di sản ký ức của nhà khoa học. Đây là những ấn phẩm, kết quả nghiên cứu sưu tầm của nghiên cứu viên với các nhà khoa học. Đặc biệt, năm 2014, trung tâm cho ra mắt ấn phẩm đầu tay Những câu chuyện hiện vật tập 1, giới thiệu về 42 hiện vật trong số hàng nghìn tư liệu của hơn 500 nhà khoa học đã trao tặng cho trung tâm. Đây là một ấn phẩm mới, khẳng định sự độc đáo trong công tác nghiên cứu về các nhà khoa học, góp phần khắc họa bức tranh nền khoa học Việt Nam.